vòng 3 giải quần vợt 56 Trofeo Bonfiglio Lingo tại Milan, Italy. Lý Hoàng Nam đánh bại U Tung Lin của Đài Loan sau 2 set với các tỷ số 6-1, 7-6 để ghi tên mình vào tứ kết giải đất nện. Đối thủ tiếp theo của tay vợt số 1 Việt Nam là Orlando Lu của Brazil. Nếu tiếp tục thi đấu thành công, đó sẽ là một bước quan trọng cho Hoàng Nam hướng tới giải trẻ Roland Garros vào tuần tới.